xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục ngày hôm nay em lên những cái đơn T24 hỏa tiễn, em còn 6 đôi nữa nhé, và 6 đôi em đều để đồng giá cho các bác là vào 10.400.000 một đôi, bao ship. Con này là FN nhá, tức là phiên bản vừa củ từ thường và vừa củ neo. Từ thường là củ bass, còn củ check, đây là củ check neo. Đợt này em sử dụng củ neo neo vòng, gọi là neo liền khối chứ không dùng neo bi nữa. Bởi vì neo bi nghe tiếng nó cũng được nhưng mà không như em mong muốn, thế là em lại phải chuyển sang từ thường neo khối. Đây là bass 30 B3. Con này công suất khởi chạy là 350W. Công suất chương trình là 700W một củ nhá. Một đôi bát này lắp trên một thùng thì nó sẽ vào là 700W khởi chạy trên 4 ôm, và công suất chương trình của nó thì nó sẽ vào 1.400W công suất chương trình. Các bác đánh liên tục trong vòng 4 giờ đến 8 giờ. Đấy. Thì khuyên dùng các bác là đẩy trên tải 4 ôm nó ra khoảng tầm 1.000 đến 1.200W là được, không cần đến 7 tầng 1.400 đâu. Còn nếu mà các bác tham công suất lớn, càng đánh công suất lớn vào cái kêu nó sẽ càng to. Nhưng bên em không ưu tiên đâu. Và phân tần đợt này em sẽ tối ưu hóa cho với cái cấu hình T24 hiện tại nhá. Giá chỉ có 10.400.000 một đôi và bao ship. Giá thành lý xả kho, cắt lỗ các bác nhá. Hiện tại em còn 6 đôi nữa. Đây là T24. Còn ngoài ra thì em có em họ của T24 đó là T12, đây là cái thùng T12 này. Đấy, đây dưới đây còn mấy cái thùng này. Đây là cái thùng T12. Đấy, T24 nằm trong góc kia kìa, đống kia kìa. Thì là trong vài hôm nữa thì em sẽ xả kho thành lý cho các bác. Giá rất đẹp rồi, không còn gì để kêu nữa đâu. Giá này là bao ship rồi, các bác đi mua thì nó đâu đó nó phải tầm 12 đến 14 triệu. Nhưng mà cái này độ nhạy nó rất là cao nhá. Nhạy là 101 dB. 101 dB. Đấy, độ nhạy rất là cao, 101 dB. Và con này nó có một cái thông số đáp tiến rất là đẹp. Nó em khuyên dùng các bác nhá, cắt là từ 153Hz, 150-153Hz đến 180Hz, khoảng tầm đó. Nếu mà các bác có mít non thì cắt là khoảng tầm 200Hz, còn không có thì 153Hz, 150Hz cắt. Xong là đá vào súp mặt nhé, chứ còn súp hầm thì nó bị hụt đấy nhá. Súp hầm là nghe vẻ hơi căng đấy. Súp mặt thì nó đánh sẽ hay hơn. Là năm nữa sẽ sử dụng một cấu hình súp mặt này đánh cùng với một cặp này để các bác cùng nghe các bác nhá. Vâng, kính chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với âm thanh Kim Yêu. Hôm nay em giới thiệu toàn thể các bác cấu hình hai loa hỏa tiễn hai bát 30 một kèn. Với cấu hình em đang sử dụng là em lượng khá lớn, sử dụng một chiếc vang số X5, không sử dụng playback cắt hú các bác nhé, không sử dụng playback cắt hú. Cấu hình đang sử dụng là một bộ mic không dây QT Acoustic, một vang số QT Acoustic SV1100, mic là C500 và một cục đẩy là QT Acoustic F1000, 700W trên tải 8 ohm, 4 ohm là 900W. Và cấu hình loa đang sử dụng đây là hai loa đồng trục, hai loa hỏa tiễn bass 30 và một kèn. Cấu hình này là T24FN, viết tắt của Fredit và Neodymium. Củ bass là Fredit và củ check là Neodymium các bác nhé. Cấu hình này thì các bác chơi live show sự kiện tiệc cưới rất là tốt. Đấy. Và không gian sử dụng đây, em đứng từ mic đến loa nó khoảng tầm 3m. Và đây là chức năng của mic không dây với hệ thống này, hoàn toàn không sử dụng playback cắt hú. Ở trên đây là em không sử dụng luôn, và HPF cho mic là 173Hz. Và bây giờ em sẽ lên nhạc để các bác cùng nghe thử nhé. Cấu hình đang sử dụng là 2.1, gồm có hai loa hỏa tiễn và một loa subwoofer để đánh giải siêu trầm tần số thấp. Bây giờ em sẽ lên nhạc, mời các bác cùng nghe thử với chất lượng âm thanh của hệ thống này. Thùng dưới là để kê không có đấu loa nhá. 2.1 gồm một số
mời ca sĩ đứng hát thử luôn. Với loa hỏa tiễn đứng khoảng tầm 3 mét thì chúng ta không thể nghe được, nhưng tầm từ 8 mét trở ra thì nghe rất là tốt các bác nhé. Là tí nữa có hàng xóm sang chơi không? Bây giờ là đang 11:28 rồi. Đây là một bản test, em đang test là xúc ghép bãi nha các bác nha. Test xúc, bài này đánh xúc nổ luôn. Em sẽ quay cho các bác xem cái hệ thống dàn máy công suất này. Đó, đây là đẩy này, trên là mic, dưới là vang. Và hoàn toàn không sử dụng playback các thứ nhé, để cho cái tiếng nó thật nhất. Em quay được vài phút nữa thôi, điện thoại giờ nó đang báo quá nhiệt rồi các bác ạ. Tất nhiên một ngày nắng gió. Đây là mic này. Đấy. Và hoàn toàn là không sử dụng playback căn cứ các bác nhá. Đây, em bật phần mềm lên đây. Các bác xem này. Không sử dụng playback căn cứ, ổ điện thoại nó quá nhiệt không thèm zoom được luôn. Đó. OFF nha. Đây chất lượng âm thanh của các bác đang nghe là trên hai chiếc loa hỏa tiễn iPad 30 mã là T24FN, và phía xa kia là xúc đất thuê. Đấy, phía xa kia là xúc đất thuê. Nên là đống này là sắp bị thua rồi, nên các bác nào có tranh thủ đặt hàng gì thì sớm đi nhá, bởi vì giá bây giờ là giá giải phóng để giả mặt bằng. Đấy, thuê được có mấy tháng thôi. Sao năm nay đẹp ngày thế, năm nay đẹp đẹp năm thế không biết. Tranh nhau là đến cuối năm em xây nhà, đến cuối năm anh sửa nhà, đập đi xây lại. Thế này thì không có chỗ mặt bằng mà làm. Ok, để trên đây em chia sẻ qua nhá. Phía xa kia là xúc đất thuê, bây giờ sàn lấp mặt bằng còn đến kia rồi. Từ cái chỗ bể nước kia hất lại đây là cũng trong vòng một tháng nữa thôi, này em cũng phải dọn sạch đồ ở đây. Nên là có nhiều đồ thanh lý cho các bác yên tâm nhá. Ok, trên đây là video test
hỏa tiễn T24FN của một bác khách ở trong miền Trung, miền Nam. Là các bác nào có quan tâm thì hãy trực tiếp nha. Chất lượng âm thanh rất hay. Và với khoảng cách từ 5m đổ lại vào đây, kê này loa rất là gần này. Là như này mà trong chuyên môn anh em người ta gọi là để sai đi nhá. Còn đúng mà các bác đi làm live show sự kiện tiệc cưới thì nên là để hai loa này nó cách xa nhau, phải thật là xa nhau nhá. Từ 8 đến 12m thì nó sẽ đạt được hiệu quả. Ít nhất là phải tầm 6 đến 8m. Và từ loa đến chỗ ca sĩ đứng khoảng tầm 4m đến 5m là gần nhất thì nó mới đảm bảo được. Còn vừa nãy là âm lượng mở rất là lớn nên là âm lượng khả năng các bác nghe nó có thể là hơi bị rú rít một tí. Em không hoàn toàn sử dụng playback cắt hú nhiều. Em chỉ cắt những cái giải nào nó gọi là hơi thừa thừa tí này. Đấy, mới có sử dụng có 2-3 cần cắt hú. Đấy, mới một cần cắt giải ủng ủng của cái tiếng mic. Ok, video đến đây là kết thúc nhá. Các bác nào quan tâm sản phẩm gì thì hãy trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.